Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là một tập hợp của sự thanh tịnh. Phật dạy, đúng vậy, này thiện hiện, vì sắc thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì nhãn xứ thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì sắc xứ thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì nhãn giới thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì nhĩ giới thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì tỷ giới thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì thiệt giới thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì thân giới thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì ý giới thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì địa giới thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì vô minh thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái, thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ, ưu não thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì bố thí Ba La Mật Đa thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì pháp không nội thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thoáng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì chân như thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì thánh đế khổ thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì tám giải thoát thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì mười địa Bồ Tát thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì mười lực Phật thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì pháp không quên mất thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh.
Này thiện hiện vì trí nhất thiết thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện vì tất cả pháp môn đà la ni thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tất cả pháp môn tam ma địa thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện vì quả dự lưu thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì quả nhất lai bất hoàn a la hán thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện vì quả vị độc giác thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện vì tất cả hạnh đại bồ tát thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì vậy bát nhã ba la mật đa được gọi là một tập hợp của sự thanh tịnh. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, rất kỳ đặc, bạch thiện thệ, rất hy hữu. Bát nhã ba la mật đa như vậy vì rất sâu xa nên có nhiều trở ngại, nhưng ngay rộng nói thì trở ngại chẳng sanh. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, bát nhã ba la mật đa sâu xa có nhiều trở ngại, nhưng nhờ thần lực Phật nên nay rộng nói mà trở ngại chẳng sanh. Vì vậy các thiện nam tử, thiện nữ nhân đại thừa, đối với bát nhã ba la mật đa này, nếu muốn sao chép thì nên sao chép ngay, nếu muốn đọc tụng thì nên đọc tụng ngay, nếu muốn thọ trì thì nên thọ trì ngay, nếu muốn tu tập thì nên tu tập ngay, nếu muốn tư duy thì nên tư duy ngay, nếu muốn tuyên thuyết thì nên tuyên thuyết ngay. Vì sao? Này thiện hiện, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa có nhiều trở ngại nên chớ trì trệ để sự trở ngại phát khởi, khiến người sao chép, đọc tụng, thọ trì, tu tập, tư duy vì người diễn nói chẳng được rốt ráo. Này thiện hiện, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, nếu muốn trong một tháng, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, hoặc sáu, hoặc bảy, cho đến một năm, sao chép bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy được rốt ráo, thì nên siêng năng tinh tấn, gắn chặt tâm niệm vào việc sao chép kinh, trong suốt thời gian ấy sẽ được cứu cánh. Này thiện hiện, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, nếu muốn trong một tháng, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, hoặc sáu, hoặc bảy tháng, cho đến một năm, đối với bát nhã ba la mật đa này, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói, để đạt được cứu cánh, thì nên chuyên cần, tinh tấn, gắn chặt tâm niệm, vào việc thọ trì, cho đến tuyên thuyết suốt thời gian ấy, sẽ được cứu cánh. Vì sao? Này thiện hiện, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy, là bảo châu vô giá, có nhiều trở ngại. Bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, rất kỳ đặc, bạch thiện thệ, rất hy hữu. Bát nhã ba la mật đa sâu xa là bảo châu vô giá, có nhiều trở ngại ấy, có người sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, vì người diễn nói, lại có ác ma đối với người ấy muốn gây trở ngại, khiến không sao chép cho đến diễn nói được. Phật dạy: Này thiện hiện, ác ma đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này, tuy muốn gây trở ngại khiến không sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người diễn nói được, nhưng chúng không đủ sức, có thể làm trở ngại việc sao chép thọ trì bát nhã của đại Bồ Tát ấy. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, do thần lực của ai mà khiến cho ác ma kia không thể gây trở ngại? Các đại Bồ Tát sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói bát nhã ba la mật đa sâu xa. Này Xá Lợi Tử, do thần lực của Phật khiến cho ác ma kia chẳng thể làm trở ngại các đại Bồ Tát sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói bát nhã ba la mật đa sâu xa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, cũng do thần lực của tất cả chư Phật trong mười phương thế giới khiến ác ma kia chẳng thể làm trở ngại các đại Bồ Tát sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói bát nhã ba la mật đa sâu xa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, vì chư Phật Thế Tôn đều cùng hộ niệm các Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, khiến ác ma kia chẳng thể làm trở ngại tất cả chúng đại Bồ Tát, khiến chẳng thể sao chép, thọ trì, đọc tụng, tư duy vì người rộng nói bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì chư Phật Thế Tôn đều cùng hộ niệm các chúng Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, tạo các thiện nghiệp khiến cho ác ma kia chẳng thể làm trở ngại.
Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thường sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy rộng nói, thì như vậy đáng được vô lượng vô số vô biên Như Lai, ứng chánh đẳng giác hiện đang thuyết pháp trong 10 phương thế giới hộ niệm. Nếu được chư Phật hộ niệm thì đương nhiên ác ma chẳng thể gây trở ngại. Này Xá Lợi Tử, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thường sao chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy rộng nói, nên nghĩ thế này. Ta này sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người rộng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đều được thần lực của vô lượng vô số vô biên Như Lai ứng chánh đẳng giác hiện đang thuyết pháp trong 10 phương hộ niệm. Khi ấy Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thường sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy rộng nói, tất cả đều được thần lực của chư Phật Như Lai trong 10 phương thế giới hộ niệm, khiến cho thiện nghiệp thù thắng của kẻ ấy tạo được, tất cả ác ma chẳng thể gây trở ngại. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này Xá Lợi Tử, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thường sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy rộng nói, thì nên biết đều là thần lực của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác hộ niệm. Khi ấy Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thường sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy rộng nói, đều được vô lượng vô số vô biên Như Lai ứng chánh đẳng giác hiện đang thuyết pháp trong 10 phương thế giới biết đến thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy đã sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy rộng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, do nhân duyên này mà hoan hỷ hộ niệm. Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thường sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy rộng nói, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy luôn được Phật nhãn của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác hiện đang thuyết pháp ở vô lượng vô số vô biên thế giới trong 10 phương xem thấy, do nhân duyên này mà từ bi hộ niệm. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này Xá Lợi Tử, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy rộng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy thường được Phật nhãn của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác hiện đang thuyết pháp ở vô số vô lượng vô biên thế giới trong 10 phương xem thấy biết đến hộ niệm, khiến cho các ác ma chẳng thể gây trở ngại, các thiện nghiệp đang tu mau được thành tựu. Này Xá Lợi Tử, các thiện nam tử, thiện nữ nhân an trụ Bồ Tát thừa, nếu đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, thường sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy rộng nói, thì nên biết thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy đã gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột, các ác ma sợ hãi chẳng dám gây trở ngại. Lại nữa Xá Lợi Tử, các thiện nam tử, thiện nữ nhân an trụ Bồ Tát thừa, nếu thường sao chép Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, dùng đủ các thứ để trang nghiêm thọ trì đọc tụng, thì nên biết thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này phát sanh lòng tin hiểu sâu xa. Nếu lại đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này dùng các loại hương hoa, tràng phan, bảo cái, y phục anh lạc, kỹ nhạc, đèn đuốc, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thì nên biết thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy thường được Phật nhãn của Như Lai ứng chánh đẳng giác xem thấy, biết được hộ niệm, do nhân duyên ấy nhất định sẽ đạt được tài sản lớn, thắng lợi lớn và thành quả lớn. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy vì thường sao chép thọ trì đọc tụng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên do thiện căn này mà cho đến khi đạt được địa vị không thối chuyển ở khoảng giữa, thường chẳng lìa Phật, luôn nghe chánh pháp, chẳng đọa ác thú. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa bố thí ba la mật đa, thường chẳng xa lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột,
thường chẳng xa lìa pháp không nội, thường chẳng xa lìa pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa chân như, thường chẳng xa lìa pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa thánh đế khổ, thường chẳng xa lìa thánh đế tập diệt đạo. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa bốn tịnh lự, thường chẳng xa lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa tám giải khác, thường chẳng xa lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa bốn niệm trụ, thường chẳng xa lìa bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa pháp môn giải thoát không, thường chẳng xa lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa việc tu năm loại mắt, thường chẳng xa lìa việc tu sáu phép thần thông. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa việc tu mười lực Phật, thường chẳng xa lìa việc tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa việc tu pháp không quên mất, thường chẳng xa lìa việc tu tánh luôn luôn xả. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa việc tu trí nhất thiết, thường chẳng xa lìa việc tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa việc tu tất cả pháp môn Đà La Ni, thường chẳng xa lìa việc tu tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa phương tiện thiện xảo, dạy các hữu tình đắc quả dự lưu mà tự mình chẳng chứng, thường chẳng xa lìa phương tiện thiện xảo, dạy các hữu tình đắc quả nhất lai bất hoàn a la hán mà tự mình chẳng chứng. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa phương tiện thiện xảo, dạy các hữu tình đắc quả vị độc giác mà tự mình chẳng chứng. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa thần thông tự tại du hí của Bồ Tát, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn và các chúng đại Bồ Tát. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa việc nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa thần thông tự tại, dạo chơi các cõi Phật, khuyến thỉnh chư Phật, truyền pháp luân nhiệm màu, độ vô lượng chúng. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do thiện căn này cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này Xá Lợi Tử, do nhân duyên này, các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa, đối với bát nhã ba la mật đa này nên siêng năng sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người rộng nói. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ, bát nhã ba la mật đa sâu xa sẽ hưng thịnh ở phương nào? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, sau khi ta diệt độ, bát nhã ba la mật đa sâu xa sẽ đến phương đông nam dần dần hưng thịnh.
Phương ấy sẽ có Bí Xô, Bí Xô Ni, Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di, Quốc Vương, Đại Thần, Trưởng Giả, Cư Sĩ, Trụ Bồ Tát Thừa. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, phát sanh tin hiểu sâu xa, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy rộng nói, lại dùng các thứ tràng hoa tuyệt diệu, các loại hương xoa, hương bột, y phục, anh lạc, tràng phan, bảo cái, kỹ nhạc, đèn đuốc, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy. Do những thiện căn thủ thắng như thế, cuối cùng họ chẳng đọa vào đường hiểm ác, thường sanh cõi trời người, được hưởng giàu sang an lạc. Do thế lực này, sáu phép ba la mật đa tăng thêm lợi ích, khiến mau viên mãn, nhân đó lại thường cung kính, cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Về sau, tùy theo sự thích hợp, nương pháp ba thừa, lần lượt, tu tập hạnh xuất ly. Này xá lợi tử, sau khi ta diệt độ, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa từ phương Đông Nam chuyển đến phương Nam, sẽ dần dần hưng thịnh. Ở phương đó sẽ có Bí Xô, Bí Xô Ni, Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di, Quốc Vương, Đại Thần, Trưởng Giả, Cư Sĩ, Trụ Bồ Tát Thừa. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thường sanh sự tin hiểu sâu xa, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy rộng nói, lại dùng các thứ tràng hoa tuyệt diệu, các loại hương xoa, hương bột, y phục, anh lạc, tràng phan, bảo cái, kỹ nhạc, đèn đuốc, cung kính, cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy. Do các thiện căn thủ thắng ấy, nên cuối cùng họ chẳng đọa vào các đường hiểm ác, thường sanh vào cõi trời người, hưởng thọ giàu sang an lạc. Do thế lực ấy, sáu phép ba la mật đa tăng thêm lợi ích, khiến mau được viên mãn, nhân đó lại thường cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Về sau, tùy theo sự thích hợp, nương pháp ba thừa, dần dần tu tập hạnh xuất ly. Này xá lợi tử, sau khi ta diệt độ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, lại từ phương Nam đến phương Tây Nam, sẽ dần dần hưng thịnh. Ở phương đó sẽ có Bí Xô, Bí Xô Ni, Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di, Quốc Vương, Đại Thần, Trưởng Giả, Cư Sĩ, Trụ Bồ Tát Thừa. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thường phát sanh sự tin hiểu sâu xa, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy rộng nói, lại dùng các thứ tràng hoa tuyệt diệu, các loại hương xoa, hương bột, y phục, anh lạc, tràng phan, bảo cái, kỹ nhạc, đèn đuốc, cung kính, cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy. Do vì các thiện căn thủ thắng ấy, cuối cùng họ chẳng đọa vào các đường hiểm ác, thường sanh cõi trời người, thọ hưởng giàu sang an lạc. Do thế lực ấy nên sáu phép ba la mật đa tăng thêm lợi ích, khiến mau được viên mãn, nhân đó lại thường cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Về sau, tùy sự thích hợp, nương pháp ba thừa, dần dần tu tập hạnh xuất ly. Này xá lợi tử, sau khi ta diệt độ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa từ phương Tây Nam đến phương Tây Bắc, sẽ dần dần hưng thịnh. Ở phương đó sẽ có Bí Xô, Bí Xô Ni, Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di, Quốc Vương, Đại Thần, Trưởng Giả, Cư Sĩ, Trụ Bồ Tát Thừa. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thường phát sanh sự tin hiểu sâu xa, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, rộng nói, lại dùng các thứ tràng hoa tuyệt diệu, các loại hương xoa, hương bột, y phục, anh lạc, tràng phan, bảo cái, kỹ nhạc, đèn đuốc, cung kính, cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy. Vì do các thiện căn thủ thắng ấy, cuối cùng họ chẳng đọa vào các đường hiểm ác, thường sanh cõi trời người, thọ hưởng giàu sang an lạc. Do thế lực ấy nên sáu phép ba la mật đa tăng thêm lợi ích, khiến mau được viên mãn, nhân đây lại thường cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Về sau, tùy sự thích ứng, nương pháp ba thừa, dần dần tu tập hạnh xuất ly. Này xá lợi tử, sau khi ta diệt độ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa từ phương Tây Bắc chuyển đến phương Bắc, sẽ dần dần hưng thịnh. Ở phương đó sẽ có Bí Xô, Bí Xô Ni, Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di, Quốc Vương, Đại Thần, Trưởng Giả, Cư Sĩ, Trụ Bồ Tát Thừa. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thường phát sanh sự tin hiểu sâu xa, sao chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy rộng nói, lại dùng các thứ tràng hoa tuyệt diệu, các loại hương xoa, hương bột, y phục, anh lạc, tràng phan, bảo cái, kỹ nhạc, đèn đuốc, cung kính, cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy. Do vì các thiện căn thủ thắng ấy, cuối cùng họ chẳng đọa vào các đường hiểm ác, thường sanh cõi trời người, thọ hưởng giàu sang an lạc.
Do thế lực này, sáu phép Ba La Mật Đa tăng thêm lợi ích, khiến mau được viên mãn, nhân đây lại thường cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Về sau, tùy sự thích hợp, đương pháp ba thừa dần dần tu tập hạnh xuất ly. Này Xá Lợi Tử, sau khi ta diệt độ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, lại từ phương Bắc đến phương Đông Bắc sẽ dần dần hương thịnh. Ở phương đó sẽ có Bí Xô, Bí Xô Ni, Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di, quốc vương đại thần, trưởng giả, cư sĩ, trụ Bồ Tát thừa. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thường phát sanh sự tin hiểu sâu xa, sao chép thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy rộng nói, lại dùng các thứ tràng hoa tuyệt diệu, các loại hương xoa hương bột, y phục anh lạc, tràng phan bảo cái, kỹ nhạc đèn đuốc, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy. Do vì các thiện căn thủ thắng ấy, cuối cùng họ chẳng đọa vào các đường hiểm ác, thường sanh cõi trời người, thọ hưởng giàu sang an lạc. Do thế lực này, sáu phép Ba La Mật Đa tăng thêm lợi ích, khiến mau được viên mãn, nhân đây lại thường cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Về sau, tùy sự thích hợp, nương pháp ba thừa, dần dần tu tập hạnh xuất ly. Xá Lợi Tử, sau khi ta đã diệt độ, vào thời kỳ sau cùng của 500 năm sau, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, ở phương Đông Bắc làm Phật sự lớn. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì pháp mà tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác tôn trọng là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều cùng hộ niệm. Này Xá Lợi Tử, Phật nào chẳng phải là chánh pháp luật vô thượng mà Phật chứng đắc thì có tướng diệt mất, còn chánh pháp luật vô thượng, pháp chư Phật chứng đắc, tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở phương Đông Bắc ấy, nếu thường đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, tin hiểu thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy rộng nói, thì ta thường hộ niệm thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, khiến không bị não hại. Này Xá Lợi Tử, các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở phương Đông Bắc ấy, nếu thường sao chép Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, lại dùng các loại tràng hoa tuyệt diệu, hương xoa hương bột, y phục anh lạc, tràng phan bảo cái, kỹ nhạc đèn đuốc, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì ta nói nhất định các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do căn lành này, rốt ráo chẳng đọa vào các đường hiểm ác, thường sanh cõi trời người, thường thọ hưởng niềm an lạc, và do thế lực ấy, sáu pháp Ba La Mật Đa tăng thêm ích lợi, nhân đây lại thường cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Về sau, tùy theo sự thích hợp, nhân pháp ba thừa dần dần tu tập sâu xa rồi nhập niết bàn. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì ta dùng Phật nhãn quán thấy chứng biết nên xương dương tán thán công đức đạt được của thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác an ổn trụ trì hiện đang thuyết pháp ở phương Đông Tây Nam Bắc bốn phía trên dưới trong vô lượng vô số vô biên thế giới, cũng dùng Phật nhãn quán thấy chứng biết xương dương tán thán công đức đạt được của thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ, thời kỳ sau của 500 năm sau, ở phương Đông Bắc có lưu bố rộng rãi Bát Nhã Mật